tại sao điều trị da nhiễm corticoid lại khó khăn đến như vậy? Chào các bạn, mình là bác sĩ Duyên, chuyên gia về da liễu thẩm mỹ. Hôm nay mình muốn kể cho các bạn một cái câu chuyện là có một cái cô gần chỗ mình thôi. Thì trước đây cô cũng rất là hay đi spa. Thì một lần cô đi đến một cái spa kia và được tư vấn là sử dụng mỹ phẩm. Thì cô được tư vấn là sử dụng hai lọ kem, một lọ kem ban đêm và một lọ kem ban ngày. Thì lúc đấy mình nhìn thì cũng không có tên tuổi gì. Và khi mà cô sử dụng ấy thì được một thời gian thì da cô rất là đẹp, khoảng 1-2 tháng thôi da cô đẹp, trắng hồng, và trước đó thì da cô hơi tối, không đều màu, và căng, da căng, trắng hồng, đẹp lắm. Và khi mà trắng như vậy đi đâu ai cũng khen, cho nên cô mới bắt đầu giới thiệu cho những cái chị em nhà cô có 6 chị em, thì hầu như cô nào cũng sử dụng được một thời gian rất là đẹp rồi thì đi ra ngoài mọi người khen, và mọi người cũng nói là những cái sản phẩm mà nhanh đẹp ấy thường là kem trộn chữa corticoid. Thế cô sợ quá về ngưng lại. Thì ngưng được một thời gian thì bắt đầu da cô ngứa và bắt đầu sần sùi lên, và khoảng 1 tháng sau thì da cô bắt đầu sạm lại và xuất hiện nám. Thì lúc đó những cái cô mà mấy chị em nhà cô á cũng sợ và bắt đầu ngưng lại luôn. Thì lúc đó nhìn lại cả 6 chị em đều xuất hiện nám và sạm nhiều hơn so với da mà trước khi chưa sử dụng mỹ phẩm. Cái câu chuyện đó thì mình muốn khuyên các bạn là khi mà sử dụng một loại mỹ phẩm nào đó thì các bạn phải biết rõ được là thành phần là nó là gì và nó có nguồn gốc xuất xứ như thế nào. Tại vì cái vấn nạn mà người ở Việt Nam ấy, các loại mỹ phẩm mà chứa corticoid rất là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì người Việt Nam ấy thì họ thích trắng nhanh này, đẹp vĩnh viễn này, cho nên là lúc từ những cái nhu cầu đó cho nên các mỹ phẩm mà chứa corticoid bắt đầu ra đời. Vậy tại sao điều trị da nhiễm corticoid lại khó khăn đến như vậy? Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn 3 nguyên tắc để điều trị da nhiễm corticoid nhé. Thì nguyên tắc thứ nhất chính là giảm liều lượng mỹ phẩm chứa corticoid. Khi mà bạn đang sử dụng mỹ phẩm chứa corticoid nhé, thì đừng bao giờ ngưng nó đột ngột, tại vì nó rất là nguy hiểm cho da. Vậy có một số người đang sử dụng mỹ phẩm chứa corticoid và da đang đẹp, khi mà nghe ai đó nói về là corticoid rất là nguy hiểm cho da, thế sợ quá bắt đầu về ngưng đột ngột luôn, thì một thời gian sau da rất là xấu. Cho nên không được ngưng đột ngột nha các bạn. Và chúng ta phải làm gì? Phải giảm liều cái mỹ phẩm chữa corticoid. Vậy giảm liều là như thế nào? Tôi sẽ đưa cái đây nhá, nguyên tắc thứ nhất. Đây là các cái nguyên tắc giảm liều. Thì chúng ta giảm liều như thế nào? Tuần đầu tiên thì chúng ta vẫn sử dụng nó và sử dụng cách 1 ngày. Tuần thứ 2 thì chúng ta sử dụng cách 2 ngày. Và tuần thứ 3 chúng ta sử dụng cách 3 ngày. Chúng ta sẽ giảm liều như vậy đến khoảng 1 đến 2 tháng. Và lúc đó không còn những cái triệu chứng mà cắt liều của corticoid nữa thì chúng ta bắt đầu mới ngưng lại. Và cái nguyên tắc thứ hai là gì? Là khi mà da nhiễm corticoid á, thì da sẽ rất là mỏng, sẽ rất là yếu, cho nên không sử dụng được các cái sản phẩm gì khác ở trên da. Và lúc đó chúng ta sẽ sử dụng các cái sản phẩm mà tự thân của chúng ta có, là những cái gì? Là những cái huyết tương của tự thân, là những cái mỡ tự thân, để làm gì? Để làm cho da dày lại, khỏe lại. Thì lúc đó khi mà da đã dày lại rồi á, thì các cái tác dụng của corticoid sẽ dần dần sẽ mất đi. Nguyên tắc thứ ba là khi mà chúng ta đã bắt đầu cai nghiện được cái mỹ phẩm mà chữa corticoid rồi ấy, thì bắt đầu chúng ta sẽ thay thế, sẽ tìm một cái sản phẩm, những cái mỹ phẩm dưỡng da khác để thay thế vào nó. Là chúng ta tập làm quen da với các cái mỹ phẩm mới, và những cái mỹ phẩm đó các bạn phải nhớ là nó phải tốt nhé. Nhưng mà chúng ta chỉ bắt đầu ở những cái bước cơ bản thôi, ví dụ như là rửa mặt, dưỡng ẩm thôi. Thì khi mà da của chúng ta bắt đầu quen rồi ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng các cái sản phẩm khác như là toner, như là tẩy tế bào chết sau. Việc sử dụng những cái sản phẩm dưỡng da mới ấy, sau khi cai nghiện được corticoid ấy, nhằm để duy trì và dưỡng da về sau.
Một cái lưu ý rất là quan trọng là khi da nhiễm corticoid thì không được tác động gì lên da, không được tác động mạnh gì lên da nha các bạn. Đó là không được laser, không được peel da hay lột da, vì da lúc đó rất là mỏng và rất là yếu rồi. Bởi vì khi mà sử dụng những cái tác động lên da đó, nó sẽ gây ra những cái tai biến rất là nghiêm trọng, đó chính là tăng sắc tố sau viêm. Nếu các bạn đang gặp vấn đề về da nhiễm corticoid ấy, thì các bạn có thể thử những cái phương pháp mà mình vừa nêu trên nhé. Chúc các bạn có một cái làn da thật là khỏe mạnh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. À, đừng quên là đăng ký và nhấn chuông để nhận những cái video tiếp theo của mình nhé. Xin chào.